Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của kênh The Saigon Post trong bản tin toàn cảnh thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng Molivan theo dõi những nội dung có trong bản tin ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày này dư luận đang xôn xao trước cái gọi là đòn tấn công lớn sắp tới của Nga Hiện người ta chưa rõ phương hướng của nó là như thế nào. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Farm được công bố hôm thứ Sáu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU Alexander Zinsky cảnh báo nếu quân Nga lại tấn công vào Kharkiv, thành phố này sẽ trở thành tử địa cho người Nga. Theo các chuyên gia phân tích, mối đe dọa về một cuộc tấn công của Nga vào thành phố phía đông Kharkov của Ukraine một lần nữa lại xuất hiện trong những cảnh báo gần đây. UK Green Farm đã yêu cầu ông Shinsky đánh giá mức độ thực sự của mối đe dọa này tổng tư lệnh afu nói rằng quân đội ukraine coi trọng mọi mối đe dọa và đã tăng cường khả năng phòng thủ mạnh mẽ cho khu vực kharkov thành phố lớn thứ hai của ukraine ông nói nếu người nga tới đó một lần nữa kharkov sẽ là một thành phố chết chóc đối với họ chúng tôi đã có kinh nghiệm hoạt động chiến đấu ở khu vực kharkov chúng tôi đã loại bỏ đối phương và giải phóng một phần lớn khu vực kharkov Ông Shinsky cũng tiết lộ rằng Ukraine đã lắp đặt một hệ thống rào cản phức tạp để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tới thành phố. Cũng theo người đứng đầu AFU, hiện tại Ukraine không cần thiết phải huy động thêm 500.000 binh sĩ. Ông Shinsky nói, sau khi xem xét nguồn lực nội bộ của chúng tôi và làm rõ cơ cấu chiến đấu của lực lượng vũ trang, con số này đã giảm đáng kể. Ông hy vọng rằng Ukraine sẽ có đủ số lượng người có khả năng bảo vệ đất nước, không chỉ thông qua những người đi lính mà còn thông qua lực lượng tình nguyện đáng kể của Ukraine. Chúng tôi hiện đang xem xét sức mạnh của một số đơn vị không chiến đấu dựa trên việc kiểm tra hoạt động của họ. Điều này cho phép chúng tôi tích lũy hàng nghìn quân nhân và khai triển họ đến các đơn vị chiến đấu, ông Zelensky nói tuy nhiên tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine cũng khẳng định trọng tâm chính của ông là cứu mạng sống của binh sĩ theo đó những người nhập ngũ sẽ không bị đưa ngay vào chiến đấu mà trước tiên phải được huấn luyện bài bản sắc có thể tái chế lại nhưng không thể đưa người đã chết sống lại ông shisky tuyên bố mở đầu bản tin cập nhật chiến sự nga ukraine như thường lệ là một chiến công của lực lượng vũ trang ukraine các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới số 14 đã tiêu diệt hệ thống phòng không to sam của Nga bằng máy bay không người lái FPV, tình nguyện viên Shahi Sternenko đã chia sẻ thông tin qua một video. Hệ thống phòng không này đã bị phá hủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi phá hủy hệ thống đầu tiên, quân đội đã phát hiện ra một hệ thống to khác đang cố gắng rời khỏi vị trí khai hỏa. Tuy nhiên, hệ thống này không kịp chạy thoát và đã bị bắn trúng ngay trên radar. Đáng lưu ý, hệ thống phòng không Tra M2 sử dụng radar tìm kiếm mới và hiện đại hơn đã bị tiêu diệt. Lữ đoàn cơ giới số 14 đang hoạt động ở khu vực ở thuộc Kharkiv, nơi mà nhiều hỏa tiễn SAM của Nga đã bị tiêu diệt. Nhờ vào kỹ năng của các vi công lái máy bay không người lái FPV, lực lượng này đã vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không SAM mà quân xâm lược Nga sử dụng trong một cuộc tấn công vào tháng 2 năm 2024, máy bay không người lái FPV của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 đã tấn công hệ thống phòng không Tra M2 của Nga. Mặc dù hệ thống bị bắn trúng trực tiếp, nhưng đạn không phát nổ. Tuy nhiên, Tra M2 Sam đã bị hư hại ở các hệ thống radar bên ngoài, đặc biệt là radar tìm kiếm và thu thập mục tiêu. Thưa quý vị, Ngày thứ 764 của chiến sự đã có một diễn biến khiến Nga không rét mà rung. Theo đó, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện chiến lược ở châu Âu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại NATO nếu khối này gửi quân tới Ukraine. Bốn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đã được triển khai từ Texas đến căn cứ không quân Moron ở Tây Ban Nha, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết hôm thứ Năm. Máy bay siêu thanh có khả năng mang bom nặng tới 34 tấn đã vượt Đại Tây Dương, sau đó bay vào khu vực biển Barents nơi các máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga được cử đến đánh chặn chúng vào ngày 24 và 26 tháng 3. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết trong một tuyên bố, khả năng hoạt động ở Bắc Cực và bố trí các máy bay ném bom chiến lược của chúng tôi ở tuyến đầu châu Âu là rất quan trọng. Ông nói thêm rằng, việc khai triển B-1B tới Tây Ban Nha là nhằm bảo đảm cho các đồng minh và đối tác về cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực việc chuyển giao máy bay ném bom được biết đến một tháng sau khi putin gửi thông điệp tới quốc hội liên bang trong đó ông một lần nữa lặp lại lời đe dọa hạt nhân chống lại phương tây chúng tôi tưởng nhớ số phận của những người đã từng cử quân đội của họ đến lãnh thổ đất nước chúng tôi ông putin nói ám chỉ lời của tổng thống pháp emmanuel macron người đã cho phép gửi quân nhân phương tây đến ukraine nhưng giờ đây hậu quả đối với những kẻ can thiệp có thể sẽ bi thảm hơn nhiều ông putin nói Họ phải hiểu rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Putin nói thêm rằng diễn biến của các sự kiện như vậy đe dọa một cuộc xung đột liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và do đó sẽ hủy diệt nền văn minh. NATO không nhận thấy mối đe dọa trước mắt từ việc Putin sử dụng vũ khí hạt nhân. Phó Tổng Thư ký của Liên minh Misia Gioana sớm cho biết, tuy nhiên bản thân những tuyên bố như vậy là rất nguy hiểm vì chúng làm xói mòn lòng tin, Ông nói và cho biết thêm rằng Nga đã được cảnh báo về hậu quả của việc leo thang hạt nhân. Thưa quý vị, có thể thấy rằng bầu không khí bất ổn, bạo lực và chết chóc đang bao trùm quốc gia xâm lược Nga những ngày này, kể từ sau vụ xả súng ở nhà hát trung tâm Moscow và đó có lẽ chỉ mới là khởi đầu của những điều được cho là còn tồi tệ hơn. Theo đó thì chỉ suýt nữa thôi là thảm kịch đã được lặp lại. Trung tâm quan hệ công chúng FSB cho biết các nhân viên của cơ quan an ninh liên bang đã bắt giữ ba công dân của một trong những quốc gia Trung Á đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố ở lãnh thổ Starupon. Ria Novosti dẫn lời bộ này cho biết các hoạt động khủng bố của ba công dân của một trong những quốc gia Trung Á, những người lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng vụ nổ tại một trong những địa điểm đông đúc ở lãnh thổ Staropol, đã bị ngăn chặn. Dựa trên thực tế này, một vụ án hình sự đã được khởi tố theo phần đầu tiên của Điều 30, đoạn A, phần thứ hai Điều 205 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, cố gắng thực hiện hành vi khủng bố. FSB cho biết thêm, trong quá trình điều tra tại nơi cư trú của các bị cáo trong vụ án ở lãnh thổ Stavropol, các thành phần của thiết bị nổ tự chế, chất hóa học và các yếu tố hủy diệt đã được phát hiện và thu giữ. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy một trong những người bị giam giữ đã đến cửa hàng để mua đinh và các vật liệu phá hoại khác cho một quả bom tự chế. Thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận hỏa lực của Nga áp đảo nước này khiến họ tổn thất và phải rút lui. Nga trong những tháng gần đây tăng cường đáng kể hoạt động tác chiến đường không và dùng bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Alexander Zizky ngày 29 tháng 3 cho biết tướng Sinsky nói các đơn vị Ukraine trên chiến tuyến đang có rất ít hoặc không có vũ khí đạn dược, nhận định tình hình ở một số khu vực căng thẳng. Vài ngày trước, lượng đạn của đối phương bắn nhiều gấp 6 lần chúng tôi, ông Sinsky thừa nhận. Tổng tư lệnh Sisiki đưa ra bình luận trong bối cảnh Ukraine đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la cho nước này, giữa lúc Ukraine càng dần đạn dược và vật tư quân sự thiết yếu, lực lượng nga tiến công trên nhiều hướng và kiểm soát một số khu dân cư. Chúng tôi hy vọng các đối tác sẽ chuyển thêm nhiều tổ hợp phòng không hơn và quan trọng nhất là đạn hỏa tiễn, ông Sisiki nói. Chúng tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu là lô viện trợ này đến nhanh chóng và đủ số lượng. Tướng Sisiki thường thừa nhận, Ukraine buộc phải bỏ các khu vực mà họ chắc chắn sẽ giữ được nếu không có đủ hệ thống phòng không và đạn pháo. Chúng tôi phải thừa nhận rằng không thể đạt được thành công lớn hơn trong cuộc phản công ở Kharkiv vì thiếu nguồn lực. Ông Sisky cho biết, Ukraine tái kiểm soát khu vực rộng lớn ở Kharkiv trong cuộc phản công chấp nhoáng cuối năm 2022. Song lực lượng Nga đang tiến công ở khu vực dọc địa giới hành chính giữa tỉnh này và Luhansk. Tại Zaporizhia, việc Ukraine thiếu nguồn lực và số đạn dược cần thiết cho phép Nga củng cố chỗ đứng ở đây, ông Sisky nói. Không có yểm trợ trên không hiệu quả, các đợt tiến công vào đây sẽ khiến chúng tôi thiệt hại nhân sự và thiết bị. Hệ thống phòng tuyến kiên cố với bãi mìn, chướng ngại vật và công sự của Nga làm chậm dần tốc độ tiến quân, rồi chặn đứng mũi tiến công mà Ukraine mở ra trong chiến dịch phản công năm ngoái. Đề cập tới Ajivka, nơi Nga kiểm soát ngày 17 tháng 2, tướng Sinsky nói phòng tuyến của Ukraine tại đây tổn hại vì đối phương liên tục oanh tạc bằng bom dẫn đường. Thiếu đạn pháo cũng là yếu tố tiêu cực khác, điều này khiến chúng tôi không thể phản công hiệu quả, ông Sinsky cho biết. Để tránh bị bao vây và cứu mạng binh sĩ, tôi quyết định rút quân khỏi Ajivka. không chỉ liên tiếp nhận đòn đau trên chiến trường thuốc súng thưa quý vị, trên thương trường Nga cũng vừa bị gã khổng lồ châu Á ra đòn chí mạng vào cái từng được coi là đại diện cho chiến thắng của tổng thống Nga Putin trong cuộc chiến với phương Tây, vũ khí tối thượng mà ông Putin đã dày công xây dựng suốt 8 năm qua. Đòn dán vào chiến thắng của Putin Hãng thông tấn AFP đưa tin, Tập đoàn Công nghệ Samsung Hàn Quốc ngày 27 tháng 3 thông báo sẽ ngừng hỗ trợ thẻ MIA của Nga trên dịch vụ thanh toán di động Samsung Pay của hãng này từ ngày 3 tháng 4. Các thẻ MIA hiện có trên ứng dụng sẽ tự động bị xóa sau ngày này. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào Moscow bởi MIA vốn là đối thủ hàng đầu của thẻ thanh toán quốc tế Visa và Mastercard. Thẻ MIA trong tiếng Nga có nghĩa là thế giới và bình yên đã trở thành hệ thống thẻ thanh toán quốc tế duy nhất dành cho người Nga sau khi hai nhà phát hành thẻ phương Tây rút khỏi nước này vào năm 2022 do chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Theo Wall Street Journal, thẻ MIA còn được xem là một đại diện cho chiến thắng của Tổng thống Putin trong cuộc chiến tài chính với phương Tây. Trong khi đó, theo Business Insider, hệ thống này được Moscow xây dựng riêng, riêng suốt 8 năm qua và xem như vũ khí tối thượng để đối phó với các biện pháp trừng phạt. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2024, các thao tác thêm và sử dụng thẻ MIA trong Samsung Pay sẽ không còn khả dụng, thông báo của Samsung qua website chính thức cho hay. Trên phương diện các tập đoàn công nghệ, Samsung đã trở thành cả khổng lồ thứ ba trên thế giới rút MIA ra khỏi dịch vụ ví điện tử của mình. Trước đó, Apple và Google đã có các động thái tương tự. Tháng 3 năm 2022, Apple thông báo sẽ không tiếp tục hỗ trợ hệ thống thanh toán MIA của Nga trên Apple Pay. Tới tháng 2 năm 2024, Apple đã loại bỏ các ứng dụng của hệ thống thẻ thanh toán quốc gia là SB Pay và Private hay Hello trong tiếng Anh. Trong đó, SBPay là ứng dụng di động của Nga, phục vụ việc thanh toán nhanh các hàng hóa dịch vụ bằng smartphone, còn Private cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi của SBPay và Mir. Google thì tạm dừng kế hoạch thí điểm cho phép người tiêu dùng sử dụng thẻ Mir trong hệ thống Google Pay ở Nga. Tới ngày 27 tháng 3 vừa qua, gã khổng lồ công nghệ này tiếp tục thông báo đã loại bỏ ứng dụng Mir Pay ra khỏi kho ứng dụng dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Lý giải hành động của Samsung theo tờ Kyiv Independent, quyết định của Samsung có thể liên quan tới thông báo về các lệnh trừng phạt mới nhất áp đặt đối với hệ thống thanh toán quốc gia NSPK của Nga. Các biện pháp trừng phạt này đã được Mỹ công bố vào tháng 2 năm 2024, đúng dịp đánh dấu 2 năm cuộc chiến Nga-Ukraine. Trước sức ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, giữa tháng 3 vừa qua, Armenia cũng thông báo sẽ dừng chấp nhận thẻ MIA tại gần như phần lớn các ngân hàng của nước này, bắt đầu từ ngày 30 tháng 3. Thưa quý vị, để đối phó với một nước Nga theo chủ nghĩa bành trướng, thì bức tường phòng thủ của NATO ngày một trở nên kiên cố hơn. Theo đó, Hà Lan sẽ tạm thời triển khai các hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot ở Litva, Bộ Quốc phòng nước này cho hay. Mùa hè này, Hà Lan quyết định triển khai hệ thống phòng không tầm xa Patriot ở Litva trong vài tuần. Đơn vị quân đội Hà Lan sẽ trải qua khóa huấn luyện ở Litva cùng với các đơn vị của quân đội Litva, tuyên bố cho biết. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Litva, Laurynas việc triển khai Patriot trên lãnh thổ nước cộng hòa này là một tin tuyệt vời. Sự tham gia của binh sĩ Hà Lan trong tiểu đoàn lực lượng tiền phương NATO, phái bộ kiểm soát không quân Baltic và đơn vị tích hợp lực lượng NATO có tầm quan trọng lớn đối với an ninh của các nước Baltic. Với bước đi này, chúng tôi cũng đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không, Bộ trưởng nói. Theo Bộ Quân sự Litva, vào mùa hè sắp tới, trong cuộc tập trận, khả năng di chuyển các hệ thống và đơn vị phòng không trong thời gian cực ngắn và tích hợp trân tru để hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phát triển. Vào giữa tháng 3, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tuyên bố rằng NATO cần từ bỏ hành động hợp tác ban đầu với Nga và thiết lập vĩnh viễn các căn cứ quân sự gần biên giới Nga. Theo ông, hành động này ngăn cản nhiều thủ đô suy nghĩ tỉnh táo và giữ họ trong vùng xám của sự mơ hồ về chiến lược các nước phương tây cần phải mạnh mẽ vì đây là phương tiện răng đe tốt nhất noseda nhấn mạnh đồng thời nói thêm rằng nếu không tổng thống nga vladimir putin sẽ nhận được tín hiệu về điểm yếu của phương tây sau khi chiến tranh bùng nổ ở ukraine nato bắt đầu tăng cường sườn phía đông của mình và gửi các nhóm chiến đấu đến bungary romania hungary và slovakia cùng với các nhóm đã có mặt ở các nước baltic và ba lan nhưng vì đạo luật nga nato các đơn vị này được khai triển luân phiên Hiện tại các nhóm chiến đấu có tổng cộng hơn 10.000 quân nhân. Sau hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius sẽ được tổ chức vào ngày 11 và ngày 12 tháng 7, các nhà lãnh đạo của khối phải thông qua quyết định tăng số lượng của họ lên 4 đến 5.000 người ở mỗi quốc gia, tổng cộng 32 đến 40.000 người. Trong tương lai, kế hoạch của NATO bao gồm việc mở rộng lực lượng phản ứng nhanh lên 300.000 người. Điện Kremlin trước đó thừa nhận liên minh đã tạo ra quả đấm mạnh mẽ ở biên giới phía đông Nga. NATO được thành lập và hình thành như một công cụ đối đầu và thực hiện các chức năng này. NATO đơn giản là không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào khác theo bản chất của nó. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói, ông kể lại rằng Putin đã đưa ra chỉ thị tăng cường sức mạnh cho sườn phía Tây liên quan đến việc xây dựng lực lượng của liên minh. Thưa quý vị, Ukraine lắp đầu nổ xuyên tự định hình EFP trên drone để tăng hiệu quả tập kích, bởi nó có thể xuyên qua giáp lồng trên xe bọc thép của đối phương. Giới chức Ukraine mới đây cho biết đã phát triển một loại đầu nổ xuyên tự định hình EFP có thể tích hợp với thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất. EFP là vũ khí ứng dụng nguyên lý nổ lõm, gồm một đạn ống kim loại cỡ lớn, được hàng kín một đầu và nhồi đầy thuốc nổ. Đầu ống còn lại hướng về mục tiêu, được lắp một đĩa kim loại lõm, thường làm từ thép hoặc đồng. Khi John gắn đầu nổ này lao vào thiết giáp, khối thuốc nổ sẽ kích hoạt, biến đĩa kim loại lõm phía trước thành một đầu đạn, lao đi với tốc độ khoảng 6.500 km h đủ sức xuyên phá lớp giáp của các phương tiện quân sự bọc thép như thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành. Chuyên gia quân sự David Hambling của Pháp cho biết, IFP có khoảng cách sát thương xa hơn nhiều so với loại đầu đạn chống tăng nổ lõm hiện nay trên Ron FBV, giúp tổ vận hành Ukraine có thể tăng hiệu quả tập kích mục tiêu. IFP còn có khả năng xuyên qua giáp lồng hoặc lưới thép thường được dùng để bảo vệ phương tiện chiến đấu khỏi Ron. Ông cho hay. RON là một trong những vũ khí chủ đạo hiện nay trên chiến trường Ukraine. Chúng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công tự sát vào xe tăng, thiết giáp có giá trị cao gấp hàng nghìn lần, hoặc dùng làm phương tiện trinh sát để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và quan sát hoạt động di chuyển của đối phương. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov, người đứng đầu chương trình RON của Kyiv tháng 12 năm 2023 nhận định, khí tài này đôi khi hoạt động hiệu quả hơn pháo binh. Tuy nhiên, drone thường giảm hiệu quả tập kích khi xe tăng, xe bọc thép đối phương gắn giáp lồng hoặc lưới thép, khiến nó không áp sát đủ gần để tiêu diệt mục tiêu. Kyiv cũng đang đẩy mạnh dây chuyền sản xuất drone. Nước này hiện đạt sản lượng 150.000 chiếc một tháng và có thể chế tạo được 2 triệu drone trong năm nay. Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Vosdia, trong bối cảnh Ukraine đang khan hiếm đạn dược, đặc biệt là đạn pháo 155 ly do nguồn cung từ phương Tây sụt giảm, Ron được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine có thể phần nào giảm bớt phụ thuộc vào pháo binh trên chiến trường. Đến hẹn lại lên, khi truyền thông Nga cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi thảm kịch trong nước hay thất bại trên chiến trường Ukraine chẳng hạn, họ thường tiêm nhiễm vào đầu khán giả xem truyền hình về một giấc mơ đế quốc đầy hoang dại ở đó Nga sẽ là một thực thể tối cao, không đặt các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là siêu cường như Mỹ vào mắt. Mới đây, nhà tuyên truyền Nga Vladimir Solovyov đã thảo luận với các vị khách trong chương trình truyền hình buổi tối của mình về khả năng Moscow chiếm các tiểu bang Alaska và California từ tay Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Soloviev có biệt danh là tiếng nói của Putin vì quan điểm ủng hộ Điện Kremlin mạnh mẽ của ông đã thảo luận về chủ đề này trên chương trình Russia One của ông buổi tối với Vladimir Soloviev. Một đoạn của chương trình phát sóng đã được chia sẻ trên X, trước đây gọi là Twitter, bởi Anton Gerashenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine. Các nhà tuyên truyền Nga muốn khôi phục lại công lý lịch sử bằng cách chiếm Phần Lan, Ba Lan, các nước vùng Baltic và Alaska. Họ tin rằng Serbia sẽ tự nguyện tham gia. Ông viết, được biết các nhà tuyên truyền trên truyền hình nhà nước thường xuyên đưa ra ý tưởng tấn công hoặc chiếm giữ lãnh thổ của các thành viên NATO. Vladimir Konilov, nhà bình luận, chuyên gia của Ria Novosti nói, nhân tiện tôi đồng ý với những người nói rằng nga chiếm đóng lãnh thổ một cách không công bằng đúng vậy chúng ta cần phải trả lại nhiều vùng đất lịch sử hơn nữa khôi phục lại sự công bằng lịch sử chắc chắn rồi về phần sự công bằng soloviob xen vào california phần lan các nước vùng baltic tất nhiên là tất cả của chúng ta chúng tôi sẽ rời ba lan vị khách trả lời và soloviob nói không vị khách truyền hình nhà nước đề nghị hãy chiếm Alaska, phần còn lại họ sẽ tự lo. Sulovyev nói, chỉ còn lại Serbia, người sơ sẽ tự tìm đến. Các blogger quân sự nổi tiếng của Nga và khách mời trên truyền hình nhà nước đã nhiều lần đề xuất rằng Nga nên cố gắng chiếm Alaska từ Tây Hoa Kỳ. Alaska từng thuộc về Nga, năm 1876 nó được bán cho Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Andrew Johnson ký hiệp ước Alaska. Nó đã đạt được vị thế của một tiểu bang vào ngày 3 tháng 1 năm 1959. California chưa bao giờ là một phần của Nga, mặc dù vào đầu thế kỷ 19, Nga đã thành lập tiền đồn Fort Ross ở khu vực ngày nay là quận Sonoma, California với những người thực dân Nga sống ở đó từ năm 1812 đến năm 1841. Vào tháng 1, các chuyên gia Nga đã đặt câu hỏi liệu Nga có thể yêu sách lãnh thổ ở California hay không sau khi có thông tin cho rằng Putin đã trao cho Nga cơ sở để đòi lại Alaska thông qua một sắc lệnh của tổng thống. Điện Kremlin đã ký sắc lệnh liên quan đến việc nắm giữ bất động sản lịch sử của Nga ở nước ngoài, chỉ đạo và tài trợ cho chính quyền tổng thống và bộ ngoại giao trong việc tìm kiếm bất động sản ở Liên bang Nga. Đế quốc Nga cũ, Liên Xô cũ, sau đó đề cập đến các chính sách thích hợp để đăng ký quyền và bảo vệ pháp lý đối với tài sản này. Thưa quý vị, không lâu sau tuyên bố của bên phía Ukraine cho rằng họ đang chuẩn bị một đoàn tấn công bão táp vào Crimea, thì Nga được cho rằng đang ráo riết tổ chức phòng thủ ở bán đảo bị chiếm đóng và đã chuyển khoảng 31 xe tăng tới thành phố Zepatoria. Brada đưa tin trích dẫn tuyên bố của Ates, phong trào kháng chiến ngầm ở Crimea. Động thái này của Nga làm dấy lên đồng đoán rằng Ukraine có thể chuyển từ tấn công tầm xa sang đổ bộ trực tiếp vào bán đảo. Cụ thể, ATES, phong trào kháng chiến ngầm ở Crimea cho biết các đặc vụ ngầm của họ đang tiếp tục theo dõi các động thái của quân Nga ở Vadiska, Simferopol, Crimea. Gần đây, các đặc vụ của phong trào đã ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị quân sự tại ga xe lửa Ostriyakaf, thành phố Yevpatoria ở Crimea. Gần đây có một xu hướng đáng chú ý là Nga khai triển nhiều thiết bị bọc thép ở Crimea. Các thông tin cho biết khoảng 31 xe tăng gần đây đã đến thành phố Yevpatoria có nghĩa là toàn bộ tiểu đoàn xe tăng đã được chuyển đến đó. Hiện tại, tất cả các thiết bị đều được đặt tại lãnh thổ của đơn vị quân đội gần nhà ga, được bao quanh bởi các tòa nhà dân sự. Tuyên bố của ATES cho biết, được biết tiểu đoàn xe tăng đã được Nga điều đến lãnh thổ Crimea nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang tại khu vực này. Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, có thông tin cho rằng người Nga ở Sevastopol, Crimea đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine trên bán đảo. Đây là lý do Nga củng cố tuyến phòng thủ ven biển bằng xe chiến đấu bộ binh. Chúng tôi được thông báo rằng, sau cuộc tấn công cuối cùng của UAV Ukraine, Bộ Chỉ huy Nga đã đặt ra nhiệm vụ tăng số lượng hệ thống phòng không trên Sevastopol. Phong trào kháng chiến Ates cho biết, Crimea đã trở thành mục tiêu bị các lực lượng Ukraine tấn công liên tục bằng thiết bị không người lái kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Defense Express cũng đưa tin người Nga đã chuyển kho đạn dược khỏi Crimea sau một cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo. Ở một diễn biến liên quan, không chỉ xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện vận tải được trang bị lồng đối phó với UAV Ukraine, mà cả tàu ngầm hạt nhân cũng được quân đội Nga thiết kế giáp lồng. Lồng bảo vệ chống máy bay không người lái là loại trang bị được phát minh ra trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine quân đội Nga đã khai triển thiết bị này trên hàng trăm phương tiện chiến đấu hạng nhẹ, vận tải và bọc thép đang hoạt động trên chiến trường Ukraine. Và mới đây nhất, những hình ảnh đầu tiên cho thấy tàu ngầm hạt nhân lớp Delta 4 của Nga cũng được trang bị những chiếc lồng bảo vệ như vậy. Sự xuất hiện này chứng tỏ rằng những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ với giá rẻ nhưng có thể gây thiệt hại tới hàng chục triệu Mỹ Kim và khiến cho cả những cường quốc quân sự như Nga phải e ngại. Dù được trang bị lồng, nhưng tàu chiến và tàu ngầm vẫn rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và dường như không có biện pháp phòng thủ hiệu quả nào chống lại chúng. Tàu ngầm được nhắc đến là Tula, một loại tàu ngầm hạt nhân của Nga thuộc hạm đội phương Bắc. Đoạn phim ghi lại cảnh chiếc tàu ngầm đang hoạt động tại cảng Gazievo ở vùng Murmansk xa xôi phía bắc của Nga tấm lưới được gắn trực tiếp phía trên cửa chỉ huy, từ đó các sĩ quan quan sát xung quanh bằng phương tiện trực quan và quan điện khi tàu ngầm nổi lên. Lồng đối phó là một biện pháp bảo vệ được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ vũ khí chống tăng và máy bay không người lái. Loại giáp lồng thường được làm bằng thép, được bố trí theo dạng lưới xung quanh khu vực được bảo vệ, khi máy bay không người lái thả vũ khí chống tăng, lớp giáp lồng sẽ làm kích nổ sớm đầu đạn, giúp hạn chế khả năng xuyên thủng lớp giáp chính trên phương tiện được bảo vệ, do đó làm giảm đáng kể hiệu quả của vũ khí. Thưa quý vị, vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ việc thành lập đội tàu sông Dnieper và một lữ đoàn thuyền có thể sẽ giúp bảo đảm an ninh các tuyến đường thủy và đảo ngăn cách các khu vực do Nga và Ukraine kiểm soát ở khu vực Kherson. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Anh cho hay, bất chấp kế hoạch màu hồng mà Điện Kremlin vẽ ra, những đội tàu như vậy sẽ dễ bị tấn công bởi các thiết bị không người lái của Ukraine vốn đang tàn phá hạm đội biển đen của Nga. Đội tàu là sự tái hiện của các đơn vị sông hoạt động trong các cuộc chiến tranh Nga Thổ Dĩ Kỳ năm 1735, 1739 và 1787 đến năm 1792, nội chiến Nga, thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh. Phiên bản mới nhất của đội tàu này có thể sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của nhóm lực lượng trên bờ của Nga và Shoigu cho biết, đội tàu này sẽ bao gồm một quân đoàn, một sư đoàn súng trường cơ giới và một lữ đoàn thuyền, mặc dù sức mạnh và trình độ trang bị của các đơn vị này vẫn chưa rõ ràng. Trong bản cập nhật hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga muốn ngăn lực lượng Ukraine thực hiện các hoạt động xuyên sông giống như chiến dịch đã thiết lập đầu cầu ở Krimki, nơi cả hai bên đều tổn thất một số lượng lớn quân đội và trang thiết bị. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, đội tàu này có khả năng tách rời chức năng tuần tra trên sông khỏi hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, đội tàu mới của Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự như các tàu của hạm đội uy tín của Nga đã bị buộc phải di chuyển xa hơn về phía đông, tới Novorossiysk do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các tàu và cơ sở hạ tầng trong và xung quanh Sevastopol bản cập nhật cho biết đội tàu Dnipro Deniber có thể sẽ dễ bị tổn thương trước các phương tiện mặt nước không người lái của Ukraine, vốn đã hoạt động hiệu quả trong việc tiêu diệt các tàu Nga hoạt động ở Biển Đen. Trong thông báo ngày 20 tháng 3, Shoigu cũng vạch ra kế hoạch thành lập hai quân đoàn mới, gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow John Foreman nói rằng các thông báo của Shoigu chỉ đơn giản là sự lặp lại các kế hoạch đã được tiết lộ trước đó nhằm tăng cường quân đội Nga, nhằm đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO và không báo hiệu một cuộc tấn công sắp xảy ra vào liên minh này. Các kế hoạch này bao gồm việc tái thành lập các quân khu Moscow và Leningrad. Các kế hoạch được công bố nhằm tăng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga từ 1,2 triệu lên 1,5 triệu và cả các đề xuất tăng cường quân đội. Foreman cho biết có rất ít thông báo về việc tăng cường lực lượng hải quân và không quân cho thấy mối bận tâm về môi trường trên đất liền theo quan điểm của Nga. Trong một diễn biến liên quan trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo David Ignatius của Washington Post, Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine rất cần attack MS có thể tấn công các sân bay ở Crimea do Nga kiểm soát ukraine từ lâu đã cáo buộc nga đã sử dụng crimea để phóng hỏa tiễn tấn công vào các mục tiêu ở ukraine khi nga có hỏa tiễn còn chúng tôi thì không họ tấn công bằng hỏa tiễn vào mọi thứ khí đốt năng lượng trường học nhà máy tòa nhà dân sự khi nga biết chúng tôi có thể tiêu diệt các máy bay phản lực của họ họ sẽ không tấn công từ crimea nữa điều này giống như với hạm đội trên biển chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình Bây giờ, chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea, ông Zelensky nhấn mạnh. Tổng thống Zelensky cũng kể lại rằng vào tháng 2 tại Munich, ông đã trình bày bản đồ các mục tiêu mà Atec MS có thể tấn công. Ông cũng xác nhận với nhà báo Ignatius rằng hiện tại không có hỏa tiễn Atec MS ở Ukraine. Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky trong cuộc phỏng vấn hôm 29 tháng 3 đã thừa nhận tình hình rất khó khăn ở tiền tuyến tuy nhiên ông nói rằng các lực lượng ukraine không chỉ ở thế phòng thủ mà còn đang tiến về nhiều hướng khác nhau hàng ngày gần đây số lượng vị trí chúng tôi giành lại nhiều hơn số vị trí đã mất đối phương đã không đạt được tiến bộ đáng kể về các hướng chiến lược còn bất kỳ lợi ích lãnh thổ nào cũng chỉ có tầm quan trọng về mặt chiến thuật ông shinsky nói theo Tổng tư lệnh Ukraine, Nga đã tăng cường đáng kể hoạt động hàng không của mình, bao gồm cả việc sử dụng bom dẫn đường để hủy diệt các vị trí của Ukraine, cũng như bắn pháo hạng nặng và súng cối. Cho đến vài ngày trước, lợi thế của đối phương về số đạn bắn là khoảng 6-1, ông Shisky nhấn mạnh. Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã học cách chiến đấu không dựa trên số lượng đạn dược mà dựa trên kỹ năng sử dụng vũ khí họ có sẵn. Tuy nhiên, ông Shinsky thừa nhận, người Nga vẫn tiếp tục các hành động tấn công trên một mặt trận rộng lớn, cố gắng bằng mọi giá để tiếp cận biên giới của khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời đẩy lực lượng phòng vệ Ukraine đến tả ngạn sông Dnipro ở vùng Zaporizhia. Ông Shinsky nói rằng, người Nga hàng ngày phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị, và họ không bao giờ có thể cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu, kể cả trong những vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát sẽ không có yên bình cho họ trên đất của chúng tôi, không bao giờ, và người Nga phải nhận thức được điều này, ông nói. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã hối thúc Kyiv ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông tuyên bố Ukraine chỉ ngừng lại với điều kiện nhất định. Trong bài phỏng vấn Washington Post được đăng tải ngày 29 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tòa bên Úc đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kyiv nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình cho các vụ tập kích qua biên giới. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không được làm điều đó. Nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga, thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự, ông Zelensky nói. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil. Nguồn tin Ukraine cho biết, trong chiến dịch tập kích gần đây, Kyiv đã nhắm vào ít nhất 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm đưa xung đột sang lãnh thổ Nga và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho quân đội Nga, hạn chế nguồn thu nhập của Moscow. Ngoài ra, các sản phẩm dầu và hóa dầu đóng vai trò quan trọng, tạo nguồn thu nhập cho Nga. Moscow xuất khẩu những sản phẩm này cho hàng chục quốc gia trên thế giới, Tuy nhiên, sau khi Nga đáp trả bằng các vụ tấn công vào nhà máy điện trên khắp Ukraine, ông Zelensky nói rằng tấn công vào lãnh thổ Nga là một hình thức răng đe bởi Kyiv đã cạn kiệt hỏa tiễn phòng không mà phương Tây viện trợ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky một lần nữa hối thúc các đồng minh, đối tác phương Tây tăng cường viện trợ. Ông thừa nhận, nếu không có viện trợ của Mỹ, lực lượng Ukraine sẽ phải từng bước lui quân, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho các chiến điện tử, không có đạn pháo 155 ly. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông nói thêm, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải rút lui từng bước, chúng tôi đang tìm cách để không phải rút lui. Cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất một gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Tuy nhiên, gói viện trợ này vẫn bế tắc tại Quốc hội và gặp trở ngại ở hạ viện khi các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Mỹ còn nhiều ưu tiên khác trong nước. Ông Zelensky cho hay Ukraine đang khắc phục tình trạng thiếu hỏa tiễn bằng cách sử dụng các loại vũ khí hệ thống phòng không nội địa. Thưa quý vị, có thể nói rằng sáng đêm hôm nay 29 tháng 3, lực lượng phòng không cũng như người dân ở một số vùng ở Ukraine đã có một đêm không ngủ. Được biết, Nga đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái cảm tử và hỏa tiễn các loại vào quốc gia đang bị xâm lược. Phòng không Ukraine tiêu diệt 84 mục tiêu địch. Điều này đã được abc Ukraine đưa tin có liên quan đến tư lệnh lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine Nikolai Oleschuk trên Telegram. Đêm hôm đó, địch tấn công các mục tiêu trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của Ukraine bắn 99 vũ khí tấn công đường không. 60 máy bay không người lái loại Shahid, khu vực phóng bao gồm Rimousko-Aktarsk, vùng Kursk, 3 hỏa tiễn đạn đạo KS-42M2 Kinzhan từ 3 máy bay chiến đấu MiG-31K, vùng Ryazan, 2 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M ở Crimea, 9 hỏa tiễn máy bay dẫn đường KS-59 trong số 9 máy bay Su-34, vùng Belgorod, 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K, vùng Kursk, 21 hỏa tiễn hành trình KS-101-KS-555 từ máy bay ném bom chiến lược TU-95MS ở căn cứ không quân Engels. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 84 mục tiêu, trong đó có 56 máy bay không người lái, 17 hỏa tiễn hành trình KS-101-KS-555, 5 hỏa tiễn dẫn đường KS-59 và 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K các đơn vị phòng không của lực lượng không quân và mặt đất, các nhóm hỏa lực cơ động và thiết bị tác chiến điện tử đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Cần lưu ý rằng kể từ tối ngày 28 tháng 3, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về các vụ phóng và di chuyển của Shahid, đồng thời cảnh báo không kích được công bố ở một số khu vực. Vào buổi sáng, quân chiếm đóng đã phóng hỏa tiễn từ máy bay TU-95MS, người ta cũng biết về vụ phóng hỏa tiễn Kinzhan từ máy bay MiG-31K và đạn đạo từ Crimea. Hỏa tiễn của Nga đã tới khu vực phía Tây, nhưng cuộc tấn công chính của Nga là nhằm vào các khu vực Dnibrobestrok và Cherkassy. Cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở năng lượng đã bị tấn công ở đó. Người ta cũng biết rằng người Nga đã tấn công 3 nhà máy điện ở Ukraine, thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tấn công trong một diễn biến khác đối với nhiều người mà nói chiến tranh từ lâu đã vượt ra khỏi biên giới Ukraine, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng châu Âu đang ở thời kỳ tiền chiến tranh dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa, đó là sự thật và nó đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta chưa từng chứng kiến tình huống như thế này kể từ năm 1945, ông Tusker nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Welt xuất bản hôm thứ Sáu. Tôi biết điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta phải làm quen với thực tế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, kỷ nguyên tiền chiến tranh. Tôi không phóng đại, nó đang trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các nhà lãnh đạo và quan chức quân sự châu Âu ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần phủ nhận việc Nga có ý định tấn công các nước NATO. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã đảo ngược trật tự địa chính trị thời hậu chiến tranh lạnh, buộc châu Âu gia tăng ngân sách quân sự sau nhiều thập niên thu hẹp nhiều nước trên thế giới cũng phải thực hiện các biện pháp củng cố quốc phòng mạnh mẽ hơn. Thụy Điển và Phần Lan gần đây đã gia nhập NATO, điều mà cho đến hai năm trước đây vẫn là điều không thể tưởng tượng được đối với hai quốc gia Scandinavia nổi tiếng trung lập này. Ở vùng Baltic, Estonia và Litva đã tăng cường ngân sách quốc phòng của họ vượt xa cam kết tối thiểu 2% GDP của NATO. Và Moldova, nước giáp biên giới Ukraine, đang tăng tốc gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi đó, bộ ba Pháp, Đức và Ba Lan, được gọi là tam giác ma đang dẫn đầu các nỗ lực của lục địa già trong việc tái vũ trang và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bùng phát từ chiến sự giữa Nga và Ukraine. Ông Tusker trở lại nắm quyền lãnh đạo Ba Lan sau cuộc bầu cử năm ngoái và từ đó đã cố gắng đưa Ba Lan trở lại xu hướng chủ đạo của châu Âu. Năm nay, ngân sách quân sự của Ba Lan chiếm hơn 4% GDP, gấp đôi mức đề nghị của NATO. Và ở một diễn biến liên quan, thưa quý vị, đại diện nhóm khủng bố khét tiếng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kêu gọi người ủng hộ tấn công vào các nước phương Tây và đồng minh sau khi nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Nga. Reuters đưa tin, người phát ngôn IS Abu Hutaifa al-Ansari An đã ca ngợi vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát ở Moscow tuần trước, khiến 143 người thiệt mạng, một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 28 tháng 3. Phần tử khủng bố này thậm chí kêu gọi các chân rết của IS nhắm mục tiêu vào quân thập tự chinh ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel. IS nhánh Afghanistan, ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đậm máu nhất trong 20 năm qua trong lãnh thổ Nga tại nhà hát Crozet City, Moscow ngày 22 tháng 3. ISISK đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều. Mặt khác, vụ tấn công khủng bố ở Nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng nhắn tin Telegram. Điện Kremlin hôm thứ 28 tháng 3 đã kêu gọi chủ sở hữu Telegram Pavel Durov hãy chú ý hơn sau khi truyền thông Nga nói rằng ứng dụng nhắn tin này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công nhà hát. Ông Durov, một người sinh ra ở Nga và nhà sáng lập Telegram là nhà sáng lập Telegram và ứng dụng này hiện có trụ sở ở Dubai. Ông hiện có hai quốc tịch là Pháp và UAE và sống tại Dubai. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có ý định chặn Telegram nhưng kêu gọi ông Durov cần phải chú ý tới các hoạt động trên ứng dụng này. Chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ Pavel Durov bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố ông Peskov nói. Ông Durov sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì một loạt người dùng không rõ danh tính đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới. Hàng chục nghìn nỗ lực gửi những tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng nghìn tài khoản bị chặn vĩnh viễn, ông tuyên bố. Ông Durov cho biết từ tuần tới, Telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo để lọc các nội dung. Telegram không phải là nơi dành cho thư rác hoặc kêu gọi bạo lực, ông nhấn mạnh. Chuyển sang một diễn biến khác, chính quyền Mỹ đã phân bổ 100 triệu euro để bảo trì các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ mà Brussels sẽ cung cấp cho Kyiv như một phần của Liên minh quốc tế. Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua gói viện trợ thứ 25 cho Ukraine, 100 triệu euro sẽ được phân bổ để bảo trì và hỗ trợ F-16 như một phần của Liên minh quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ludwig de Donder viết trên mạng xã hội của mình, X trong một phần của liên minh, Bỉ dự định cung cấp cho Ukraine hai máy bay F-16. Quân đội Bỉ đang đào tạo phi công Ukraine tại một trung tâm huấn luyện ở Đan Mạch. Vào cuối tháng 2, có thông tin cho rằng Copenhagen đã cung cấp cho Kyiv lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Mỹ vào mùa hè này. Theo Thủ tướng Đan Mạch, Mitch Frederiksen, kinh phí cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu sắp tới được lấy từ một quỹ đặc biệt dành cho quyên góp dân sự và quân sự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể thực hiện được các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu F-16 khi chúng được chuyển giao. Theo ông, mỗi đồng minh của Ukraine sẽ độc lập quyết định có chuyển máy bay chiến đấu tới Kyiv hay không, tuy nhiên quân đội Ukraine sẽ có thể sử dụng tất cả các máy bay F-16 được giao để tự vệ, bao gồm các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga bên ngoài Ukraine. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng máy bay chiến đấu F-16 sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga nếu chúng được sử dụng để chống lại quân đội Nga từ sân bay ở nước thứ ba. Mùa hè năm ngoái, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy hứa sẽ chuyển máy bay chiến đấu của Mỹ cho Ukraine. Hà Lan có thể cung cấp cho Kyiv 18 máy bay chiến đấu và Đan Mạch là 19. Na Uy không nêu rõ họ sẵn sàng cung cấp bao nhiêu chiếc F-16 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Mỹ cũng cam kết phê duyệt việc chuyển giao máy bay sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi công. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat lưu ý rằng tình hình trên chiến trường có thể được thay đổi nhờ hai phi đội F-16, mỗi phi đội 12 chiếc. Ông nhấn mạnh F-16 có khả năng bảo vệ Ukraine khỏi khủng bố hỏa tiễn, xua đuổi tàu và máy bay Nga, đồng thời giành ưu thế trên không. Trong khi bị cả thế giới văn minh quay lưng, thì Nga vẫn còn các quốc gia độc tài bất hảo để bám víu. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, một phái đoàn của cơ quan tình báo đối ngoại SVA của Nga đã đến thăm Triều Tiên. Phái đoàn Nga do giám đốc Nage Nariskin của SVA dẫn đầu đến Bình Nhưỡng từ ngày 25 đến 27 tháng 3 để đàm phán về tăng cường hợp tác trong bối cảnh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch. Trong thời gian ở Bình Nhưỡng, ông Nareskin hội đàm với Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên Ri Chang Dae. Trong suốt cuộc hội đàm, các bên đã thông báo cho nhau quan điểm của mình về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay xung quanh bán đảo Triều Tiên và Nga, KCNA đưa tin. Theo nguồn tin trên, họ cũng thảo luận về các vấn đề tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm ứng phó với các hoạt động gián điệp và âm mưu của các thế lực thù địch. Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân thiện, các bên đã có ý kiến chung về nhiều vấn đề khác nhau. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Yoon Jong-ho lên đường tới Moscow. Trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên tăng cường vào nửa cuối năm 2023. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Nga vào tháng 9 năm 2023. Cuộc hội đàm của ông Kim với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông của Nga ngày 13 tháng 9 năm 2023. Tháng 10 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm Triều Tiên. Nga có thể đã thu thập thêm vũ khí từ Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, một chiếc máy bay chở hàng khổng lồ được cho là có hồ sơ buôn lậu vũ khí của Triều Tiên đã được theo dõi khi đang quay trở lại từ một điểm dừng rõ ràng ở Vương quốc ẩn sĩ. Antonov An-12 là một trong số nhiều máy bay và tàu chở hàng treo cờ Nga bị nghi ngờ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế ít nhất kể từ năm ngoái. Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc chế độ Kim Jong-un cung cấp cho Điện Kremlin hỏa tiễn, đạn pháo và các loại vũ khí khác để bổ sung cho quân đội Nga khi nước này sử dụng thiết bị và đạn dược trong cuộc xâm lược Ukraine. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận việc chuyển tiền như vậy đang diễn ra. Các nhà phân tích tại NK Pro cho biết vào sáng sớm ngày 21 tháng 3, một chiếc Antonov An-124 do đơn vị bay thứ 224 của công ty nhà nước Nga điều hành đang trên đường đến thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga trên đường trở về rõ ràng từ Triều Tiên. Các nhà phân tích tại NK Pro cho biết hôm thứ Tư trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay. Chiếc máy bay được theo dõi trời Vladivostok vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Sau đó, nó tắt bộ phát đáp và chuyển sang chế độ tối. Một thông lệ đối với máy bay và tàu chở hàng của Nga đã được phát hiện ở Triều Tiên ngay sau đó. Theo NK Pro, Antonov An-124 thậm chí còn có khả năng đã dừng ở thủ đô Triều Tiên vì một chiếc máy bay khác của nhà nước Nga, một chiếc không tắt bộ phát đáp, đã bị theo dõi khi thực hiện hành trình Vladivostok-Poyang chỉ vài giờ trước đó. Chiếc máy bay đó đã thực hiện chặn quay về vào khoảng thời gian chiếc Antonov An-124 được cho là đã hạ cánh. Là một trong những máy bay chở hàng lớn nhất đang hoạt động, An-124 có đủ không gian để chở các máy bay chiến đấu, bệ phóng vận chuyển, hỏa tiễn cùng các loại vũ khí và bệ vũ khí công kênh khác. Việc máy bay dừng lại ở Bình Nhưỡng diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì vụ thử hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên của nước này sau 2 tháng. Và đến với một diễn biến đáng chú ý khác thưa quý vị, Washington đã bí mật duyệt cung cấp hơn 2.300 quả bom và 25 tiêm kích F-35 cho Tel Aviv, bất chấp quan hệ song phương đi xuống, theo báo Mỹ. Tờ Washington Post ngày 29 tháng 3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này những ngày qua đã bí mật thông qua kế hoạch chuyển giao lô khí tài trị giá hàng tỷ đô la cho Israel. Trong đó có hơn 1.800 quả bom MK-84 nặng 900 kg và 500 quả bom MK-82 nặng 200 kg. Gói vũ khí cũng bao gồm 25 tiêm kích tàng hình F-35 cùng linh kiện với tổng giá trị 2,5 tỷ đô la. Đợt chuyển giao số chiến đấu cơ đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt năm 2008, nên chính quyền Tổng thống Joe Biden không cần phải thông báo lại với cơ quan này. Mỹ là đồng minh thân cận của Israel, cung cấp khoảng 3,8 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự mỗi năm cho nước này. Washington cũng ủng hộ mạnh mẽ Tel Aviv sau khi xung đột tại giải Gaza bùng phát cuối tháng 10 năm 2023, đã chuyển giao cho đồng minh lượng lớn đạn dược, hệ thống phòng không để đối phó lực lượng Hamas. Tuy nhiên, quan hệ hai nước gần đây rạn nứt trong bối cảnh Washington nhiều lần chỉ trích Tel Aviv gây ra thương vong lớn về dân thường ở giải Gaza. Mỹ cũng phản đối kế hoạch mở chiến dịch trên bộ của Israel vào Rafah, thành phố cực nam Gaza có hơn 1,5 triệu người Palestine trú ngụ do lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo một số thành viên đảng dân chủ kêu gọi chính quyền ông biden ngừng cung cấp vũ khí cho israel để gây sức ép buộc nước này cam kết hạn chế thương vong cho dân thường cũng như đồng ý khơi thông viện trợ nhân đạo tuy nhiên washington dường như không có ý định dùng hoạt động chuyển giao khí tài để tác động lên tel aviv chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của israel đưa ra điều kiện khi cung cấp viện trợ không phải là chính sách của mỹ một quan chức tòa bạch ốc giấu tên cho biết theo số liệu của cơ quan y tế do Hamas kiểm soát, xung đột ở Gaza đã khiến 32.623 người thiệt mạng và 75.092 người bị thương tính tới ngày 29 tháng 3, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tòa án Công lý Quốc tế ICG hôm 28 tháng 3 yêu cầu Israel phải bảo đảm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tại giải Gaza ngay lập tức, với lý do đang xảy ra nạn đói ở giải đất. Đến với thông tin đáng chú ý cuối cùng trong bản tin hôm nay, Amanda Nguyễn sẽ trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ bằng hỏa tiễn New Shepard của tập đoàn Blue Origin trong đợt phóng sắp tới. Tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity (S4H) của Mỹ hồi đầu tuần thông báo tài trợ cho chuyến bay lên vũ trụ sắp tới của Amanda Nguyễn, một phụ nữ gốc Việt 32 tuổi theo diện chương trình phi hành gia công dân. Chương trình của S4H Chuyên tuyển chọn, đào tạo và đưa những cá nhân có ảnh hưởng từ nhiều tầng lớp xã hội lên vũ trụ để trải nghiệm hiệu ứng tổng quan, hiệu ứng thay đổi nhận thức do việc quan sát trái đất từ không gian mang lại. Khi trở về, họ được kỳ vọng truyền cảm hứng tích cực. Amanda Nguyễn sẽ bay vào vũ trụ trên chuyến phóng hỏa tiễn New Shepard sắp tới của tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin, trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm chuyến phóng chưa được công bố. Tôi rất vinh dự được hợp tác với S4H do tầm nhìn, giá trị và tinh thần hỗ trợ cộng đồng. Cùng nhau chúng tôi sẽ nỗ lực thay đổi cách nhìn nhận về tương lai nhân loại. Tôi rất mong chờ hành trình này. Thông cáo của S4H dẫn lời Amanda Nguyễn, Giám đốc điều hành S4H Antonia Peronais bày tỏ tự hào khi hợp tác hỗ trợ hành trình vào vũ trụ của Amanda Nguyễn, kỳ vọng chuyến đi sẽ trở thành tấm gương sáng cho nhiều người. Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard, thực tập ở NASA năm 2013. Cô sau đó làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard and Smithsonian, rồi giữ chức phó liên lạc viên tòa Bạch Ốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm 2013, cô bị tấn công tình dục bởi bạn học tại Harvard, nhận thấy bất cập về bằng chứng y tế trong quy chế nộp đơn kiện cô soạn thảo và vận động cho dự luật quyền của nạn nhân tấn công tình dục. Dự luật của cô đã được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào tháng 10 năm 2016. Hiện có 14 bang tại Mỹ áp dụng luật này. Cô còn là người sáng lập RISE, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục trên khắp nước Mỹ. Năm 2019, Amanda Nguyễn được đề cử giải Nobel Hòa Bình vì nỗ lực đấu tranh cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục. Tạm rời chiến sự ở Đông Âu để đến với mặt trận Trung Đông nóng bỏng, thưa quý vị. Theo tờ The Times of Israel ngày 28 tháng 3, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo họ đã tiến hành một cuộc tập trận bất ngờ. Cuộc tập trận do sư đoàn tác chiến chỉ huy có sự tham gia của tất cả các chỉ huy, cánh quân và lãnh đạo của IDF cũng như Bộ Tổng tham mưu. Quân đội Israel cho biết, mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng sẵn sàng của IDF cho các tình huống khác nhau ở khu vực phía bắc. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công các cộng đồng dân cư phía bắc Israel bằng rocket suốt cả ngày 28 tháng 3, khiến quân đội Israel phải pháo kích để đáp trả. Vào buổi chiều, hai quả rocket đã rơi xuống cộng đồng dân cư Slomi và Goren gây thiệt hại nặng nề về tài sản các cộng đồng dân cư phía bắc Israel phần lớn không có người ở sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới. Hệ thống phòng không Patriot của Israel cũng đã đánh chặn thành công một mục tiêu trên không đáng ngờ được phóng từ Liban, có thể là một máy bay không người lái. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả hỏa tiễn vào Kiryas Mona, một thị trấn biên giới của Israel. Quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Tel Hai tới Magaliot và các con đường từ Magaliot tới Misgav Am theo hướng di chuyển lên phía bắc và tới Manara theo hướng nam. Việc chặn các luật giao thông gần biên giới được cho là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Israel đã cảnh báo nhiều lần rằng sẽ không còn chấp nhận Hezbollah hiện diện dọc biên giới nữa, vì lo ngại lực lượng này có thể thực hiện một cuộc tấn công Israel tương tự Hamas hồi tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn, nhưng sẵn sàng phát động một cuộc tấn công toàn diện nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Về phần mình, Hezbollah nhiều lần nhấn mạnh họ sẽ chỉ đồng ý giải pháp ngoại giao sau khi Israel ngừng tấn công Gaza trước tình hình giao tranh căng thẳng ở biên giới liban israel tòa bạch ốc đã kêu gọi israel và liban kiềm chế người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ jen kirby nói với các phóng viên ưu tiên hàng đầu của tổng thống joe biden và chính quyền mỹ là khôi phục ổn định dọc biên giới và đây phải là điều quan trọng hàng đầu với cả liban và israel thưa quý vị rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình molifan cũng xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like chia sẻ cũng như đăng ký kênh xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo